Trong những ngày đầu tháng 6 năm 2024, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Tối ngày 5-6 tháng 6, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính phối hợp với Công an các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, huyện Sóc Sơn, Mê Linh kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện và xử lý nhiều vi phạm như vi phạm kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày, chưa xuất trình được giấy tờ thủ tục hành chính, phát hiện các bình khí màu xanh và vỏ quả bóng được khai là khí N2O. Đại úy Bùi Quang Huy, Phó đội trưởng đội đăng ký quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu cho rằng các cơ sở kinh doanh karaoke này do không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự nên đã có dấu hiệu hoạt động với hình thức biến tướng là kinh doanh nhà hàng ăn uống, đặc biệt là tình trạng kinh doanh bóng cười tràn lan tại các cơ sở kinh doanh karaoke.